tựa game mà mình thấy là nó khá là hay trên điện thoại à, thì tựa game này tên là Magica.io nha. Rồi, và các bạn trong cái con nhân vật của mình, các bạn thấy là nó rất là ngầu đúng không? Tại vì nó đang mang một cái mặt nạ và ở trên tay đang cầm một cái quyển sách phép thuật nha. Rồi và bây giờ mình sẽ bấm vào đây để vào trận đấu nha. Rồi và cái con nhân vật của mình nó có một kỹ năng đặc biệt. Ôi mình
Wow, nó lại bị lắc một lần nữa rồi. Không 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 không, hỗ trợ thôi, zombie hỗ trợ thôi chứ giờ zombie yếu rồi. Ha ha, bực chết, trời ơi không chết. Nay mình có kỹ năng né rồi nha. Trời ơi hay quá. Tiếp tục.
bực nè, xuyên táo. Không sao. Ha ha. Chết. Hãy subscribe để ủng hộ mình có nhiều động lực để